Hành động dừng giữa đường của xe container được các tài xế hưởng ứng. Thưa quý vị, tình huống xảy ra trên quốc lộ 38, đoạn qua xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương vào khoảng 11 giờ 7 phút ngày 8 tháng 4 năm 2023. Thời điểm này, có chiếc ô tô camera hành trình sắp qua cổng trường Trung học cơ sở Ngọc Liên thì thấy phía trước là xe container màu đỏ, biển kiểm soát Hải Phòng đang dừng giữa đường và bật đèn khẩn cấp. Phía trước cổng trường là nhóm học sinh đang chờ qua đường. Tài xế xe có camera hành trình cũng quyết định giảm tốc độ đến dừng hẳn và chờ cho các học sinh đi qua an toàn. Sau đó, nam tài xế ô tô có camera hành trình đã trích xuất lại nội dung đoạn video và đăng tải lên mạng xã hội với lời nhắn: "Thay mặt các cháu cảm ơn bác container đỏ nhé." Qua đoạn video trên, người xem cảm thấy ấm lòng trước ý thức vì an toàn cộng đồng của tài xế container cũng như các bác tài đã hưởng ứng cũng dừng xe để nhường đường.